Xin chào cô chú anh chị và các bạn, xin chào cả nhà mình hết nha. Hôm nay Trúc sẽ vào bếp với món chè đậu xanh nước cốt dừa nha cả nhà. Mình nấu chè đậu xanh cho nó có nguyên hạt thì trước tiên Trúc sẽ đi ngâm cái đậu xanh này trong vòng 5 tiếng nha cả nhà. Cái gói đậu xanh này nó bắt có 400g nè. 400g nha. Đây, 400g đậu xanh Trúc sẽ đi ngâm hết cái gói này. Về gồm có bột vani nè, bột thơm đó cả nhà, bột làm bánh đó. Rồi gồm có 7 muỗng canh bột năng như vậy nha cả nhà. Đây là bột năng, mình nấu chè đậu xanh với bột năng nha. Và gồm có hũ nước dừa, nó đã có sẵn, mình chỉ cần việc mình nấu lên khuấy là được rồi. Và đây là nửa ký đường nha cả nhà. Và bây giờ Trúc sẽ về bếp ra, Trúc sẽ đi ngâm cái đậu xanh nha cả nhà nha. Trúc đã ngâm 5 tiếng thì Trúc cho ra rổ, rửa qua nước rồi cho nó ráo, cho qua rổ rồi mình bắt cái nồi nước sôi lên sẵn đó cả nhà, mình đi hấp nha cả nhà nha. Cái phần đậu này vô hết nha, Trúc sẽ hấp như cả nhà nha. Mình cho cái phần đậu này vô mình hấp hết, mình đậy nắp lại nha. Sau khi mình được 15 phút rồi á cả nhà, thì thử đậu mình thấy nó cũng còn hơi cứng á, thì mình lấy cái phần vé này nè, mình ấy cho nó nhẹ nha cả nhà nha. Tại nó còn hơi cứng thì mình phải xới lên nha. Cho nó đều cái hạt đậu để nó mềm á cả nhà. Giờ chúng thấy được rồi nha. Đó, bây giờ chúng tắt bếp ha. Để cho nó ráo ha, xong rồi mình đi bắt nước lên ha. Bây giờ đã được rồi. Cái này là 1,5 lít nước nè cả nhà. Bây giờ nước nó cũng đã sôi rồi, chúc cho cái phần đậu xanh vô nha. Rồi. Đây là cái phần đậu xanh mình hấp đó cả nhà. Bây giờ chúc sẽ cho vô hết luôn cái nước nó sôi rồi đó. Mình sẽ cho vô hết luôn. Mình ấy từ từ cho để nó nát nha cả nhà nha. Cái hạt đậu xanh này á, Trúc cho vô hết rồi. Bây giờ mình không cần đỡ nó sôi, nước nó cũng để sôi nha cả nhà. Thì cái đậu xanh này nó cũng để chín nè. Đậu xanh mình hấp nó để chín rồi đó. Thì bây giờ Trúc sẽ cho cái phần đường vô nha. Trúc sẽ cho cái phần đường vô luôn nha cả nhà. Tại vì đậu xanh mình hấp rồi đó, nó để chín rồi, và nước nó cũng để sôi, thì mình cho cái phần đường này vô cho cái hạt đậu nó khỏi bị bở nha cả nhà nha. Cho đường vô luôn. Phần bột này nha cả nhà. Mình chờ nó sôi một tí xíu nữa nha cả nhà nha. Cho đường nó ra nha cả nhà nha. Mình vớt đi cái phần bột này nè. Khi mình để cho nó sôi cái phần đậu với lại nước đường đó cả nhà, thì Trúc cho bao nhiêu nước đây nè, cho vô bột năng 1/2 cup nha, 1/2 cup nước Trúc cho vô phần bột năng này. Mình đánh lên, mình đánh cái bột này lên, cái bột năng này, mình đánh cái bột năng này lên cho nó mịn ra hết luôn. Nước đường với phần đậu này vô trước nè cả nhà, 10 phút nha. Nó cũng để được 10 phút. Bây giờ Trúc cho cái phần bột năng này vô luôn nha cả nhà nha. Mình sôi 10 phút là nó để thấm vô rồi. Nước đường nó đã cũng để tới rồi, mình cho cái phần bột năng này vô hết luôn. Thì bây giờ Trúc sẽ quạt khuấy luôn nha, mình khuấy lên liền nha cho đỡ nó xít nha cả nhà nha. Bây giờ mình khuấy cái phần lên nha, mình chớ bột năng rồi các bạn thấy không? Đảo bột năng vô rồi, giờ mình sẽ bây giờ Trúc sẽ cho một ít muối vô nha cả nhà nha. Đây là muối nè, 1/2 thôi đó, và chút xíu. Bây giờ mình cho lửa nhỏ bớt nha, cho cái bột năng này á nó trong lại nó mới ngon nha cả nhà mình nha.
thức sẽ dọn lửa nhỏ đó. Đó, sau khi mình lửa nó 5 phút nó đã trong rồi, mình bỏ luôn cái phần bani này vô luôn nha, cho nó ngon nha cả nhà. Trước khi cho cái bột bani này vô luôn, nó rất là thơm nha cả nhà. Thơm quá. Cả nhà mình thấy nó, mình lửa, mình dặn lửa nhỏ nhất. Cả nhà mình thấy nó riu riu gì là nó trong cái bột gì là để chín bột nha cả nhà. Mình bỏ đầy đủ vô hết rồi đó, chút cho cái này nè. Mình cho nó lửa riu riu như vậy á là cái bột năng của nó chín á cả nhà. Thì nó không có bị chảy nước ra nha, khi mình đổ nguội nó không bị chảy nước nha. Rồi để là được rồi nha cả nhà nha. Dừa nó cũng để sôi nè cả nhà. Thì bây giờ nó để sôi, chúng tắt bếp nha. Vậy là đã được rồi đó. Sẽ cho một chén ha. Dừa quẹo cái chén. Dừa này nó kêu ngon lắm cả nhà. Rồi mình chờ chị mình múc ra nha. Bây giờ Trúc sẽ cho cái phần nước dừa này. Ngon quá cả nhà. Để Trúc sẽ cho cái phần nước dừa này qua trứng chì mà mình đã múc. Ngon không cả nhà? Vậy là đã có trứng chì ăn rồi cả nhà. Đó, vậy là đã xong chì rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà, cô chú, anh chị và các bạn cùng nấu những món chè này nhanh lắm nha cả nhà. Và nấu chè này ăn nha, vừa mát mà vừa nhanh nữa. Đó, cả nhà coi nè. Ngon không cả nhà? Rất là ngon nha. Vừa ăn luôn nha cả nhà mình nha. Cái gì mình cũng có nước cốt dừa rồi là nó ngon rồi cả nhà, mình thích lắm. Bây giờ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau nha. Nhớ thấy hay và ủng hộ, subscribe và đăng ký kênh dùm cho Trúc với nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ Trúc nha. Và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye cô chú anh chị và các bạn nha.